các bạn nha. Tối tự nhiên cái thèm thịt luộc các bạn. Ăn cơm rồi. Giờ mình có mua ít thịt luộc ở ngoài chợ á. Mình xả đông rồi. Giờ mình làm cái món thịt luộc trộn với bún, chấm trộn với bún kèm theo mắm cá cơm nha, thịt luộc. Thịt luộc gì má? Quên rồi. Thịt luộc ăn với mắm cá cơm. Thịt luộc mình sẽ làm món thịt luộc ăn với bún mắm cá cơm nha. Mình sẽ làm cái món đó. Rồi mời các bạn xem nha. Mình sẽ đầu tiên mình sẽ lên lửa bắt nước. Ở đây không có lửa, mình xài này xài điện nha. Rồi mình sẽ cho thịt heo vô để luộc thịt heo nha. Đây. Tối tự nhiên thèm vậy đó, 9 giờ tối đó đi ngủ mà tự nhiên bụng thèm, mà thèm là làm. Ra này đi. Mình có mua mớ rau sống này các bạn, nhưng mà buổi tối rồi không biết có ngon có an toàn hay không á, thì mình sẽ luộc luôn. Mình sẽ luộc sơ trần sơ đó, cho rau nó dập xíu đó. Rồi mình cũng cho qua đây luôn. Không phải, mình sẽ đâm tỏi với ớt để làm cái món mắm cá cơm nha. Đây, mình có mua mắm cá cơm luôn. Rồi, hồi quá. Đây các bạn, đây là mắm cá cơm nè. Chanh vô nha. Mình đổ mắm nha nha. Đây là mắm cá cơm nha. Quá đã luôn. Này sử dụng cả, nguyên trái chanh nha các bạn. Xài chanh trái luôn cho tiện. Cho thêm ít nước nha các bạn. Mặn quá mặn luôn. Bốn muỗng đường chưa xi nhê vậy, bốn muỗng đường mà vẫn còn mặn nữa nha.
rồi đó. Xả cái nước trong đây này, rồi mình bỏ nước suối á, nước khoáng vô cho nó bớt mặn, mặn quá. Giờ được rồi nha. Ok lắm á. Vớt thịt ra. Đồ miếng nha các bạn. Trần sơ luôn. Tại vì mua vào chiều cho nên là mình phải cẩn thận, mình kỹ mới được. Rồi giờ mình sẽ luộc rau luôn. Mình trụng sơ luôn nha. Đây. Tại vì buổi tối rồi cho nên là mình phải cẩn thận mới được. Rồi thôi mình làm tô thôi, vô đây được rồi. Gọt đồ miếng đó. Giờ mình sẽ xắt thịt nha. Xắt miếng miếng mỏng mỏng ăn cho dễ nha các bạn. Rồi giờ mình sẽ dùng nha các bạn. Mời các bạn nha. Không thấy nó làm gì xong cái nó chán không làm các bạn. Rồi bỏ rau vô. Yêu. Qua nè. Đó, đậu hũ vô, còn miếng nè. Rồi bỏ thịt vô. Rồi mình sẽ chế cái nước này vô nha. Nước cá nè. Nước mắm cá cơm. Đồ này nhiều quá các bạn. Các bạn không hết quá. Chất lượng á. Cái nước hành đêm thì ngon, nhưng mà đặc biệt có mỗi cái là cái con cá cơm á nó bị thấm mặn luôn các bạn, là nghĩa là làm kiểu gì á là cắn con cái cơm vẫn mặn chắc à. Này chỗ này làm mà không ngon, còn á là gia vị này kia đồ thịt thà đồ là ngon hết, chỉ có riêng mỗi lần con cá cơm này là nó mặn quá. Nước mình cũng nêm lại ngon rồi, nhưng mà cá cơm chịu thua mà vẫn ngon nha. Mắm mặn quá bạn ơi, mặn quá mặn luôn. Thôi, giờ mình sẽ ăn bỏ mắm nha. Mặn quá mặn, mặn từ trong thịt con mắm ra, cắn con nào cũng mặn, chịu không nổi, ăn riết hồi lên máu rồi. Không hiểu luôn.
đó. Mình sẽ né cái chỗ này ra, chỗ này bán quá tệ, tệ quá tệ. Đầu tiên lúc mà mình đổ mắm á, mình đổ mắm ra để mình quay á, thì còn còn rất là nhiều vảy, vảy cá cá này nè, rất nhiều. Họ hình như là họ bỏ nguyên con, họ không có tái chế gì sao, không có chế sơ chế á, y như là họ để nguyên con vậy, là không rửa, không sơ chế vậy, bỏ vô, cho nên là cái vảy á nó ra khắp cái nước luôn. Nãy mình đã đổ, mình vắt nước, mình bỏ cái nước đó. Mình lọc vải ra rồi đó, xong rồi mình lấy một ít nước đó nhưng mà vẫn mặn, rồi xong đó, mình bỏ cái nước đó luôn, mình làm cái nước mới luôn. Mà quậy quậy hồi á, cái nước con cá này ra nè mặn tiếp, rồi bây giờ ăn là mặn chát luôn. Nói chung là thịt con cá này mặn chát luôn. Chỗ này là mình cho một điểm luôn, cái chỗ làm thua. Tạm biệt các bạn nha, hẹn gặp lại các video sau.